Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, bị cáo buộc phát ngôn xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong các buổi livestream. Tối ngày 24 tháng 3, bà Hằng, 50 tuổi, bị cơ quan cảnh sát điều tra, BC01 công an thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Các biện pháp tố tụng bước đầu đối với bà Phương Hằng vừa được thực hiện xong lúc 19 giờ. Một lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh nói với VnExpress, hồi tháng trước, PC01 đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đến cuối tháng 4 đối với bà Hằng. Động thái này được đưa ra sau thời gian dài cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều cá nhân cho rằng bà Hằng có các dấu hiệu của tội làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Từ 18 giờ 30 phút, rất đông người dân, YouTuber tụ tập trước biệt thự màu trắng của bà Phương Hằng trên đường Nguyễn thông quận 3, cùng ngôi nhà đóng kín bên trong có nhiều người mặc thường phục đi lại do lượng người hiếu kỳ kéo đến đông cảnh sát địa phương phải đến vãn hồi trật tự tiếp đó các tuyến đường trong bán kính khoảng 100 trăm mét tính từ nhà bà hằng bị phong tỏa cần chục xe cảnh sát xe thùng của công an quận 3 được điều đến nhà bà hằng bà nguyễn phương hằng được biết đến là đại gia bất động sản tại việt nam vợ của doanh nhân huỳnh uy dũng tức dũng lò vôi trong những người tố cáo bà hằng có phó tổng biên tập báo pháp luật thành phố hồ chí minh nguyễn đức hiền gửi đơn đến công an thành phố hồ chí minh và bình dương ông này cho rằng bà hằng có các hành vi vi phạm như trên nhắm vào cá nhân ông và nhiều người khác. Từ đó, ông Hiền đề nghị khởi tố bà Hằng. Sự việc liên quan đến ông Hiền bắt đầu từ giữa năm 2021, khi ông trả lời phỏng vấn báo VOV, cho rằng bà Hằng đã có các phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Sau khi bài báo được đăng, bà Hằng nhiều lần livestream trên Facebook, YouTube, TikTok bày tỏ bức xúc đối với ông Hiền. Sau đó, trong việc báo VOV bị hacker tấn công, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam bị cho là có liên quan. Tuy nhiên, kết quả điều tra đến nay, xác định bà Hằng không có bất cứ quan hệ với các nghi phạm thực hiện. Cũng thụ lý đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố bà Hằng của ca sĩ Vi Oanh, tức Nguyễn Thị Mỹ Oanh từ cuối năm ngoái. Song mới đây PC01 đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết do hết thời hạn, cho biết sẽ tiếp tục xác minh nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết.